Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đời tàn càng đến gấp bên, thì chơn như ấy càng nên giữ lòng. Chát chua lắm dạ bưởi bồng, đạo thì lỗi đạo đời không mãn đời. Con ơi không những nản trời, chúng sanh còn chịu nản người đa đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ gian, trẻ già bất tỉnh mê man xác hồn. Tai bay quả gửi dập dồn, tài ba thế mấy cũng khôn ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây. Chết do mái tạo chuyển xây, chết vì nhân loại súng gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Chúng sanh mạng sống ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương, để cho nhau được bớt đường nạn tai. Mở tình yêu khắp nhân loài, giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Con ơi nếu trẻ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lần đạn tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ở trong đời bất luận ai, vay đời tất phải đầu thai trong đời. Của vay thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nạn tai, tội nơi tiền kiếp đã vay quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giống gặp mưa, trả vay trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiên mà phạm giới cũng thâu lại phàm. Việc chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Con ơi chúng sanh khắp bốn phương, vì nhỏ hẹp tình thương nên từ hồi vô thị không ngớt cảnh chiến trường. Nào là tiểu tai nạn, nào là đại quả ương, từ sanh cho đến chết thường trong cảnh thê lương. Bao nhiêu điều thống khổ, tự tay khách trần dương. Biết tội không trừ bỏ, thấy ác cứ dựa nương. Phạm tội càng thêm tội, đã ác mãi ác. Kẻ thì cố hung dữ, người thì thích bất lương. Tuy khác nòi khác giống, không khác tánh bạo cường. Chúng sanh ở đời nay, sự khổ đau vô số. Chết nhiều thứ dĩ kỳ, bệnh nhiều chứng quái gở, do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có. Cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lặn gió. Các việc ấy rất cần, đời nay mau thi thố. Nếu để tháng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ, chừng đó muốn lo toan, đã ra người thiên cổ. Mê ấy vẫn quần mê, khổ kia tồn lại khổ. Muôn kiếp chịu lăn trôi, khó tìm ra bến đỗ.
vậy chúng sanh đời nay ráng tu cho tỏ ngộ. Cõi ta bà thế giới hữu hình thì tất hoại, vạn vật chung số phần, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo nghèo giàu, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bại. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương, cách chết cũng nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại. Theo định luật hữu hình tất hoại, người vẫn bệnh vẫn già chết mãi. Vật có sanh đều hoại đều tàn, khổ não còn đầy giữa thế gian. Thân người rốt cuộc hoàn tro bụi, sự vật thay chế nhiều thứ mới. Già chết xem còn cũ như xưa, sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi. Hỏi cái chi là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả. Chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chi là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã. Thật là kiếp con người tạm giả, thế gian là mồ mả của người. Kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại, trái đất của người đang ở đấy, không chỗ nào chẳng có thay chôn. Thay người này ra đất ra bùn, mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thay kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết là thường. Người nối nhau chịu chết một đường, dù tài trí không phương cậy gỡ. Kiếp sống ngắn lo lường vô số, ít sự vui sự khổ thì nhiều. Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thác kế người kia thác, sự thác là kết cuộc đời người. Bất luận ai sống dưới gầm trời, không tránh khỏi ngày hơi thở dứt. Tức là bị sanh tử kiếp, tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp. Nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra, nghiệp người ta sanh kiếp người ta. Nghiệp thú vật sanh ra thú vật, nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác, nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tất phải đành có tử. Việc sanh tử muốn cho rảnh sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Lo tu hành cầu đạo Như Lai, tâm ô nhiễm trần ai vũ sạch. Nhìn thế gian bằng mắt từ bi, thấy khổ lo cứu hết khổ nguy. Thấy mê độ mê si được khỏi, làm phước đức không làm tội lỗi. Lợi cho đời chẳng hại người đời, ở phàm nhưng phàm tánh đã rời. Kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mộng mị. Cứ nối nhau sanh thành, cứ nối nhau tiêu hủy. Không phải là mới đây, mà đã từ vô thị. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị. Thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một lý. Đen trắng khác mặt mày, vui buồn đồng tánh ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ. Ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỵ. Nhưng bệnh tật khó lìa, nhưng chết chóc khó tị. Ai cũng tổn công lao, ai cũng hao tâm trí. Thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phỉ.
định mạng của người đời xưa nay không sai gì, người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ giải thoát kiếp vô thường. Mỹ Nha đánh ngửa nghiêng ngôi trời, hết Mỹ rồi lại tới Nha, từ đây sắp đến đêm ra đấu tài, đờn kêu các nước ngoại lai, sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu, làm cho rã quả địa cầu, nói cho cô bác đừng sầu nghe hôn, có sầu đừng có bôn chôn, ráng tu ráng giữ xác hồn còn nguyên, rồi đây còn giặc tứ phiên đua nhau mà đánh ngửa nghiêng ngôi trời, đờn kêu ôi hỡi tuyệt vời, cậu khai đi vậy khổ đời cậu ơi, khai cho dân biết dân coi, đặng mà hoa hội thiệt thòi hay không, đờn kêu biển hải mênh mông, đờn kêu cậu đợi giống dòng ở đâu, từ đây khổ sở canh thâu, thương dân mến nước từng câu lặng lời, thương cô bác khắp nơi thăm diễn, thương dân lành phổ biến từng câu, sợ dân chết ngột hố sâu, đâu còn hưởng được ngôi lầu Phật ra. Tam Nhật Đàn cơ tạo hóa thiên đình sắp định, bầu càng khôn xoay chuyển lập đời, thay bầu trời đất đổi đời, cỏ cây tiêu sạch loài người còn chi, cơ tận diệt quyền linh sắp định, tạo cơ đồ chấn chỉnh hùng binh, Mỹ Nga chống chọi thinh thinh, đài cao pháp giỏi cương kình trên không, ôi nhân loại ngục hình trần khổ, chịu pháp màu vô số ngửa nghiêng, thổi hôi chặt đất bốn miền, diệt bằng cơ khí của đời tạo ra, kẻ hạ quân lánh xa đạo đức, tin tưởng rằng cơ khí là hơn, rồi đây tiêu diệt chẳng còn, tạo thành cơ khí diệt người là ai, kim hồng linh đầu thai nước Mỹ, hồng đỉnh quang sử ký nước Nga, hai tay đồ đệ của ta, thế loài nguyên tử diệt tà thế gian.